Chào các bạn, mình đã có mặt tại Villa Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái video clip này mình sẽ giới thiệu với bạn cái dàn karaoke. Một trong những dàn karaoke mà Villa Shop đang kinh doanh đó là dàn karaoke 30m². Thì đây là dàn karaoke dành cho những phòng có diện tích khá là lớn, từ 30m² trở lên. Thì thành phần của dàn karaoke này bao gồm những cái thành phần thiết bị như sau. Thì đầu tiên chúng ta có một cái đầu karaoke Aran Smart K ở đây. Thì đây là dòng đầu karaoke mới nhất mà Aran vừa tung ra thị trường đó. Với khả năng hỗ trợ ổ cứng lên đến 6T. Tiếp theo đó thì chúng ta có một cái âm ly Yanga BA506NM ở đây. Đó, đây là cái chiếc âm ly sẽ gắn hai cặp lo mà mình sẽ giới thiệu ở phía sau này. Đó là cặp lo Bose 301 Series 5. Đó, nó nằm ở đây, được treo ở đây. Thì mình sẽ zoom lại cho các bạn thấy. Và cái JBL RM12. Đó. Đây, nó treo ở đây. Thì cái dàn karaoke này nó sẽ sử dụng cái micro Bose MT990 với cái receiver đặt ở đây, và chiếc micro đang ở trên tay của anh nhân viên kỹ thuật này của Villa Shop. Thì bây giờ thì anh nhân viên kỹ thuật này sẽ bắt đầu hát một cái vài bài hát để thử cái chất âm của cái dàn karaoke này. Đó. Bài hát tiễn đưa. Các bạn có thấy thì cái khả năng chống hú của cái Boss MT990 này cũng khá là tốt. Cái khoảng cách giữa anh nhân viên kỹ thuật này đang sử dụng micro so với clo là không quá xa đó. Nhưng mà chiếc micro này nó không gây hiện tượng hú ra, và chất âm của cái dàn âm thanh này cũng khá là nhẹ nhàng và ấm áp. Thì trong cái dàn karaoke dành cho cái những cái phòng có diện tích 30m² trở lên thì có hai lựa chọn. Thì đây là dàn karaoke 30m² số 1, nó dành cho những cái bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình đó. Đúng biết công ty phụ đầu biệt dẫu biết công ty là một người. Tình yêu mình rơi rơi, mỗi người một thế sao?